Có một câu hỏi của khán giả tại Houston, Texas gửi về cho chương trình, hỏi là nếu như đang là giáo lý, đang học theo học giáo lý Tân Tông thì có được dâng lễ vật không? Cái việc người giáo lý, người đang học giáo lý Tân Tông như vậy, dâng lễ vật như vậy thì có trái luật không ạ? Đó là câu hỏi của khán giả Phan Văn Trị ạ. Để chúng ta cũng lưu ý nhiều yếu tố giữa luật lệ và cái gọi là tinh thần. Tôi nói một chút trở về với lịch sử của việc cử hành thánh lễ. Để chúng ta thấy từ thời đầu của giáo hội thì việc cử hành thánh lễ và dâng lễ vật đã được nhắc đến. Chẳng hạn như là Thánh Justino năm 155 thì đã nói đến việc các tín hữu dâng lễ vật không chỉ là bánh rượu mà còn cả là những hoa trái, thổ sản. Bánh rượu thì cử hành thánh lễ rồi. Còn những hoa trái, thổ sản đó như là một cái gì đó dâng lên, trở thành một thứ quà tặng cho người nghèo, chia sẻ cho các giáo sĩ, vân vân. Và Thánh Hippolyto chẳng hạn, khoảng chừng giữa thế kỷ thứ 3, thì Ngài cũng nói đến cái việc dâng lễ vật như thế là điều rất là tốt đẹp trong đời sống đức tin của Hội Thánh. Và bây giờ câu hỏi là người giáo dân thì dâng lễ vật được rồi, ta vẫn thấy quen thuộc. Còn một anh chị em dự tòng thôi, chưa được rửa tội thì có được được phép để mà dâng lễ vật hay không? Chúng ta hiểu dâng lễ vật giống như là một thứ trao tặng, như một thứ của dâng. Thế ở đây giáo luật cho chúng ta một cái nhìn. Khi một anh chị em chưa phải là tín hữu, đang học giáo lý dự tòng, nhưng nếu đã qua nghi thức tiếp nhận rồi, nghi thức tiếp nhận trong cộng đoàn, thì họ có thể tham dự thánh lễ, có thể dâng lễ vật và ngay cả có thể đọc bài đọc sách thánh. Và nếu như người đó qua đời, có thể đón nhận tất cả các nghi thức an táng của người Công giáo nữa cơ. Cho nên được mở ra khá rộng đối với người dự tòng đã được tiếp nhận trong cộng đoàn đức tin, và như một sự khích lệ để người đó tiến bước trong tiệm tiến trong đời sống đức tin của Hội Thánh. Dĩ nhiên chúng ta trở lại với lịch sử một lần nữa thì thấy được rằng ngày xưa đó, thánh lễ chúng ta biết hai phần phân biệt rất rõ ràng. Phần phụng vụ thánh thể, trước đó là phần phụng vụ lời Chúa, kết thúc với lại lời nguyện giáo dân, kinh tin kính. Thế thì người tín hữu có đủ điều kiện thì mới có thể tham dự phần phụng vụ thánh thể. Còn những anh chị em tín hữu mà ngay cả trong tình trạng là hối nhân, hay là những anh chị em dự tòng, thì chỉ được phép tham dự phần phụng vụ lời Chúa mà thôi. Tức là sau lời nguyện tín hữu, sau kinh tin kính thì giải tán cộng đoàn. Những người mà tín hữu không đủ điều kiện, hoặc những anh chị em dự tòng, thì kết thúc cái phần tham dự thánh lễ ở đó, cái phần phụng vụ thánh thể phía sau dành cho những anh chị em tín hữu có đủ điều kiện. Trở lại cụ thể để trả lời cho người anh chị em của mình là: thế thì cái người dự tòng này dâng lễ vật như vậy có được không? Tôi thiết tưởng câu trả lời là được và không được. Được ở đây hiểu theo nghĩa là mình có một cái sự nâng đỡ, khuyến khích đời sống đức tin cho anh chị em mình trong cái bối cảnh của một cộng đoàn thân thương, và để mà người đó hiểu được những cái gì họ đang cử hành và họ tham dự thực sự vào những cử hành đó trước khi họ trở thành một Kitô hữu. Nhưng mà không được ở đây thì có khi hiểu là đôi lúc nó có những cái lý do tế nhị, hoặc là người tín hữu này chưa, cái người dự tòng này chưa được học hỏi gì cả chẳng hạn, chưa hiểu biết gì hết, hoặc là cũng chưa được tiếp nhận, thì chúng ta nên tạo một cái nghi thức tiếp nhận người chị anh chị em đó vào cộng đoàn, để cho cái nghi thức đó nó được tốt đẹp hơn và nó cũng đúng đắn hơn. Tôi nói ở đây vẫn là một cái nhìn trong góc độ phân định, và không mang luôn câu trả lời là được hay không được, để rồi ta dứt khoát ta từ chối hay là ta cứ làm như vậy mà thiếu những cái sự chuẩn bị, thiếu những sự suy xét, thiếu những cái sự ý thức trong cái việc rất là quan trọng nó cử hành phục vụ thánh lễ.